diệu âm. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Lần trước chúng ta đã học ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13, và có một cái sự việc đã xảy ra, đó là một cái sự xung đột giữa hai bên, và chính Lot và bên phía của Lot là cái bên đã gây ra cái xung đột đó. Có một cái sự tranh giành đất, bởi vì lúc bấy giờ tài sản của Abraham và của Lot nhiều quá, và đất không có đủ chỗ để chứa những cái bầy súc vật của họ. Và khi cái xung đột đó xảy ra, thì Abraham đã chủ động để nhường nhịn cho Lot, mặc dù Abraham là vai vế của một người bác, một người vai trên. Và khi mà ông Abraham nhường nhịn cho Lot, thì Lot đã nắm bắt ngay cái cơ hội đó và đã lựa chọn cái vùng đồng bằng trù phú, đất đai màu mỡ. Ông đã không nhìn lên Đức Chúa Trời, ông đã không lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, nhưng ông nhìn vào trong những cái sự giàu có, những cái trù phú, những cái màu mỡ của thế gian này. Và ông không hề biết rằng ẩn chứa đằng sau đó là những cái tai họa mà sau này ông phải đối diện. Trong khi đó, Abraham là người đã bằng lòng nhường cái quyền lựa chọn cho cháu của mình. Và Abraham, thay vì ngước nhìn đồng bằng trù phú màu mỡ, thay vì ngước nhìn cái sự giàu có của thế gian, thì Abraham ngước nhìn lên trời. Abraham hướng thượng. Abraham muốn lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã nhắc lại cái lời hứa của Ngài đối với Abraham. Và Ngài đã thách thức Abraham, hãy đếm. Xin lỗi, có ai đó chưa tắt micro và tôi nghe tiếng nhạc đang hay là karaoke gì đó đang vang lên, đang ảnh hưởng đến lớp học. Ai là người đang nghe tiếng karaoke biết rằng cái micro của mình chưa tắt, vui lòng tắt ngay để khỏi ảnh hưởng lớp học ạ. Xin cảm ơn. Chúng ta tắt ngay nha, chạm vào trên cái biểu tượng thứ hai thì sẽ tắt. Ok, tôi nói tiếp nha. Xin vui lòng để ý để không bị gián đoạn bài học. Như vậy thì Abraham là người hướng thượng, là con người của đức tin. Và thay vì nhìn vào thế gian, sự giàu có, những cái gì đó hứa hẹn của thế gian, thì Abraham đã nhìn lên trời, nhìn lên Đức Chúa Trời của mình, để có thể tiếp nhận cái lời hứa, để có thể tiếp nhận cái sự hướng dẫn của Ngài, để có thể tiếp nhận mạng lệnh của Ngài. Và Abraham càng ngày càng tiến lên trong con đường của đức tin. Đức Chúa Trời rất là vui lòng vì thái độ của Abraham. Và thưa anh chị em, trong bài học hôm nay là chương 14 của Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ bước vào trong một cái câu chuyện mới. Và cái câu chuyện này nó là kết quả sự lựa chọn của hai con người. Chúng ta sẽ theo dõi cuối cùng thì Lot đã nhận được kết quả như thế nào khi mà ông hướng về đồng bằng trù phú màu mỡ, là biểu tượng của những sự giàu có của thế gian. Và Abraham đã kinh nghiệm điều gì sau khi ông đã quyết định nhường nhịn cho đứa cháu của mình, và ông đã quyết định hướng về Đức Chúa Trời, nhìn Đức Chúa Trời, lắng nghe Đức Chúa Trời và chờ đợi lời hứa, chờ đợi chỉ thị, chờ đợi sự dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay nhé. Mọi người cùng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 14. Hôm nay có rất là nhiều điều để chúng ta học ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14. Trong trường hợp mà chúng ta không thể học hết được á, thì có thể chúng ta sẽ học một nửa thôi. Chúng ta phải học thật là chất lượng. Tôi không có muốn là chúng ta cứ chạy cho nó hết cái đoạn 14 này mà nó không có chất lượng gì cả. Tôi muốn rằng chúng ta sẽ thật sự đào sâu ở trong cái phân đoạn này. Và cái điểm nào chúng ta sẽ đào tới nơi tới chốn cái điểm đó, để chúng ta thấy được cái chân lý của Chúa, thấy được cái sự dạy dỗ thật là tuyệt vời của Ngài. Và tôi khuyến khích tất cả anh chị em hôm nay hãy thảo luận sôi nổi hơn nữa, tích cực hơn nữa nha. Khi mà tôi đặt câu hỏi, mọi người mở micro lên và tất cả chúng ta hãy nói lên những cái cảm nhận của mình, nói lên chúng ta hiểu như thế nào, chúng ta đã nhận được cái sự bày tỏ của Chúa như thế nào, và đóng góp ý kiến. Chúng ta sẽ đúc kết lại thành một bài học rất là tuyệt vời ở trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 14. Mọi người đã có chưa ạ? Rồi, xin hãy tắt cái micro. Có một người đang ở chỗ mà người ta đang hát karaoke. Tôi nghe rõ tiếng người đang hát karaoke. Có nghe rõ tôi không ạ? Hồi nãy giờ cái chỗ đó đang gây nhiễu âm rất là nhiều đó. Ai là người đang lắng nghe tiếng karaoke thì biết rằng mình chưa tắt micro. Hãy chạm tay vào màn hình
và sẽ hiện lên một dọc biểu tượng. Từ trái qua phải, biểu tượng thứ hai là biểu tượng cái micro. Chúng ta chạm vào trong biểu tượng đó thì lập tức nó tắt micro, nó sẽ trở nên màu đen và có cái gạch chéo, đó là tắt rồi. Và khi nào tôi mời phát biểu và ai là người muốn phát biểu thì sẽ chạm vào cái biểu tượng micro đó, nó sẽ trở thành màu trắng và chúng ta sẵn sàng phát biểu. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14. Trong thời Amraphel làm vua Sinea, Arioch làm vua Elasa, Kedrolame làm vua Elam và Tidan làm vua Goim, thì họ liên kết nhau gây chiến với vua Bera của Sodom, vua Biresa của Gomorrah, vua Sineab của Adma, vua Semebe của Seboim và vua của Bela, tức là Soa. Năm vua vừa kể phối hợp lực lượng tại thung lũng Sidim, tức là biển chết. Họ đã từng thần phục vua Kedrolame suốt 12 năm. Nhưng đến năm thứ 13 thì họ nổi loạn. Vào năm thứ 14, Kedrolame và các vua đồng minh đem quân đánh dẹp dân Rephaim ở Atterot Canaim, dân Susin tại Ham, dân Emim ở đồng bằng Kiriataim và dân Horit trong vùng đồi núi Seir, cho đến tận En Paran, giáp ranh với hoang mạc. Rồi họ quay về suối Phán Xét, tức là Kade, tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ của dân Amalek và dân Amorit đang ở tại Hatshepsut Tama. Các vua Sodom, Gomorrah, Adma, Seboim và Bela, tức là Soa, cùng hiệp lực và dàn quân tại thung lũng Sidim để chống lại vua Kedrolame của Elam, vua Tidan của Goim, vua Amraphel của Sinea và vua Arioch của Elasa. Trong thế bốn vua đánh năm vua, thung lũng Sidim có rất nhiều hố nhựa chai. Trong lúc thua chạy, vua Sodom và vua Gomorrah đã rơi xuống đó, số còn lại thì chạy trốn lên núi. Bốn vua ấy cướp hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Họ cũng bắt cháu của Abram là Lot đang sống ở Sodom, đem đi cùng với gia sản của ông. Có một người thoát được đến báo cho Abram, người Hebrew. Abram đang sống gần các cây sồi của Mamre, người Amorit, anh của Ekron và Ane. Cả ba người này đều đã liên kết với Abram. Khi hay tin cháu mình bị bắt, Abram huy động các gia nhân đã được huấn luyện, gồm 318 người, và truy đuổi các vua đó đến tận Dan. Abram phân bố lực lượng ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch quân đến đất Hoba, nằm ở phía bắc của Đa-mách. Ông đoạt lại tất cả các tài sản và đưa cháu mình và Lot cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. Sau khi Abram chiến thắng Kedrolame và các vua đồng minh trở về, vua Sodom ra đón rước ông tại thung lũng Save, tức là thung lũng vua. Melchizedek, vua Salem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón và chúc phước cho Abram. Ông nói, nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Abram. Chúc tụng Đức Chúa Trời Chí Cao, đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi. Abram dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm. Vua Sodom nói với Abram, ngươi chỉ cần giao người lại cho ta, còn tài sản thì ngươi giữ lấy. Nhưng Abram nói, tôi đã giơ tay lên trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời Chí Cao, đấng sáng tạo trời và đất, và thề rằng tôi không lấy bất cứ thứ gì của vua, dù chỉ là một sợi chỉ hay là một sợi dây giày. Kẻo vua lại nói, ta làm giàu cho Abram. Tôi không nhận gì cả ngoại trừ những gì các thanh niên tôi đã ăn, và phần thuộc về những người cùng đi với tôi là Ane, Ekon và Mamre. Hãy cho họ nhận phần của họ. Rồi, mọi người đã nghe rõ lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 rồi phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cái câu hỏi thảo luận. Và khi tôi đặt câu hỏi xong thì tất cả chúng ta cùng nhấn vào biểu tượng micro đang tắt và chúng ta mở lên. Tức là người nào mà phát biểu thôi nha. Còn người nào mà chưa phát biểu thì chúng ta khoan nhấn để cho nó không có bị nhiễu âm. Khi mà chúng ta nghe một người nào đó đã phát biểu rồi
thì chúng ta dừng lại, chúng ta đợi cho đến khi người đó phát biểu xong thì chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng micro mở ra và chúng ta phát biểu. Chúng ta làm việc ở trong một cái trật tự nha, để cho mọi người đều có thể theo dõi một cách dễ dàng. Và trong khi tôi đang nói, đừng ai trong lớp học nhắn tin cho tôi, đừng ai gọi gì cả. Nếu có trục trặc thì chúng ta tự tìm cách để xử lý, vì tôi không thể xử lý việc cá nhân của anh chị em được. Thì nếu tôi xử lý thì tôi sẽ bỏ mất cái bài học của mình nha. Cho nên anh chị em nhớ đừng ai nhắn tin cho tôi, vì tôi không xử lý gì được trong khi tôi đang chia sẻ lời của Chúa. Vì mỗi lần nhắn tin nó sẽ bị ảnh hưởng đến livestream, nó bị gián đoạn. Lần trước chúng ta cũng vì cái việc đó mà đã mất một số đoạn, mọi người thấy nó không có liên lạc đó. Thì chúng ta cần khắc phục điều đó. Rồi, bây giờ cái câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra cho mọi người là: chúng ta suy nghĩ gì về sự kiện Lot bị bắt đi và tài sản bị tịch biên? À, cái chữ tịch biên này ở trong ngoặc kép, tôi muốn dùng cái từ ở trong ngoặc kép, giống như là một cái cách để hiện đại hóa, để chúng ta nói vui và cũng dễ hiểu thôi. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ gì về sự kiện Lot bị bắt đi và lấy hết tài sản, hay là theo cách nói vui của tôi là bị tịch biên tài sản đó? Phải chăng đây chính là hậu quả của sự chọn lựa tham lam đầy sai lầm của ông? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận. Và ai đã có cái câu để thảo luận ở trong đầu của mình rồi thì chúng ta cứ mạnh dạn mở micro lên và nói. Bởi vì chúng ta đang ở trên mạng, không ai thấy ai cả, cho nên chúng ta không có biết đâu, cho nên không có nhường gì cả. Cứ muốn nói thì chưa nghe ai nói, chỉ việc nhấn vào micro và bắt đầu nói thôi. Còn người khác nghe tiếng nói rồi thì dừng lại, đừng nhấn nữa. Chúng ta làm việc trong cái trật tự như vậy ở trên mạng internet, để cho mọi người có thể dễ dàng theo dõi. Rồi, bây giờ chúng ta có thể thảo luận được rồi. Ai là người đã có ý tưởng đầu tiên, xin mở micro ra và thảo luận. Chúng ta suy nghĩ gì về sự kiện Lot bị bắt đi và tài sản đã bị tịch biên, bị lấy hết tài sản? Xin mời phát biểu ạ. Rồi, hình như có ai mới vừa phát biểu, xin tiếp tục phát biểu đi ạ. Theo em thì Lot đang trả giá cho sự tham lam của Lot bằng việc là bị mất hết tài sản, rồi phải chịu nhiều cực khổ khi mà bị quân địch bắt và tính mạng có thể đang bị nguy hiểm nè. Đó là em Cẩm Hường ở tại Tiền Giang đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cẩm Hường mới tin Chúa hơn một tuần lễ, nhưng mà em rất là khao khát Chúa, và em đã được tặng một lúc hai quyển Kinh Thánh. Vợ chồng chúng tôi tặng cho em một quyển, và Hội Thánh đã tặng cho em một quyển. Chủ nhật vừa rồi em đã can đảm để bứt phá đi lên Sài Gòn để thờ phượng Chúa lần đầu tiên. Và cảm ơn Chúa hôm nay em đã tiếp tục tham gia lớp học của chúng ta và là người đầu tiên phát biểu. Điều đó tôi rất là được khích lệ. Em Hường đã nói rằng cái việc mà ông Lot và cùng với tài sản của ông bị đem đi, đó là cái hậu quả của sự lựa chọn của ông lần trước. Ông đã chọn những cái gì thuộc về thế gian. Ông đã có cái lòng tham, và đây là cái hậu quả mà ông phải gánh. Cảm ơn Hường rất là nhiều. Đó là một ý đúng. Có người nào có suy nghĩ nào khác ngoài những gì Hường đã nói không ạ? Rồi, chúng ta tranh thủ nha. Chúng ta tranh thủ để khỏi mất thời gian. Ai có ý tưởng lập tức nói ngay. Chúng ta đừng có nhường nhịn, bởi vì trên mạng chúng ta không thấy nhau, cho nên không thấy ai giơ tay hay cái gì cả. Cho nên là cứ thấy trống là chúng ta lập tức điền vào ngay thôi. Mọi người suy nghĩ đông chiêu quá vậy. Cái này dễ mà. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ gì về sự kiện Lot bị bắt đi? Có ai đó không phát biểu mà lại mở micro cho nên đã gây ồn cho lớp học, xin vui lòng tắt. Chừng nào chúng ta phát biểu chúng ta mới mở. Rồi, chúng ta suy nghĩ gì về sự kiện Lot bị bắt đi và tài sản bị đem đi hết? Có phải đây là hậu quả do cái sự chọn lựa đầy tham lam của ông lần trước như là Cẩm Hường đã nói không? Em cũng nghĩ vậy, em cũng đồng ý tiếng về Hường, tại vì ông Lot ông ở Sodom á, ông không có được sự bảo vệ của Chúa, tại vì cái nơi đó là tội lỗi, nên là hậu quả, em nghĩ là hậu quả, cũng đồng ý với lại Hường. Ok, đó là hậu quả của một sự chọn lựa sai lầm, đúng không? Bởi vì ông đã không nhìn lên Chúa, ông không lắng nghe tiếng của Chúa, ông không muốn đến gần Chúa, nhưng ông muốn đến gần với thế gian. Ông lựa chọn những gì thuộc về thế gian. Cho nên đây là kết quả.
Chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Các bạn nói hai cái ý vừa rồi đều là đúng hết. Đó là cái ý chính ở tại nơi này. Như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng. Khi một cơ đốc nhân, tôi không nói người ngoài, người ngoài thì đương nhiên là họ chọn thế gian rồi, bởi vì họ đang đi ở trong thế gian. Và Kinh Thánh nói rằng cả thế gian phục dưới quyền của ma quỷ. Cho nên những người ngoài thì đương nhiên họ sẽ lựa chọn những cái đó rồi. Nó hoàn toàn nghịch lại với những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta đang nói là đang nói ở trong nội bộ, nói về những cơ đốc nhân, nói về những người có cái đức tin ở Đức Chúa Trời. Ông Lót cũng là một người tin Đức Chúa Trời mà. Ở trong Kinh Thánh sau này thì Kinh Thánh trong Tân Ước nói rằng ông ấy là một người công chính. Mặc dù ông ấy có rất là nhiều sai lầm, có sự yếu đuối, có xác thịt, nhưng ông ấy tin Đức Chúa Trời và ông ấy được kể là người công chính. Tuy nhiên, tin Đức Chúa Trời vẫn chưa đủ, thưa anh chị em. Có nhiều người nói tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng mà nó chưa đủ. Chúng ta tin Đức Chúa Trời và chúng ta phải tin lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải bước đi theo từng lời mà Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta trong những lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Cho nên chúng ta thấy rằng ông Lót đã lựa chọn thế gian này thay vì lựa chọn Đức Chúa Trời. Ông ấy lựa chọn cái tiếng gọi, cái lời mời gọi của thế gian thay vì lựa chọn lời hứa tốt lành của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Tôi tin rằng không phải Đức Chúa Trời chỉ dành lời hứa cho Abraham đâu. Đức Chúa Trời dành lời hứa cho tất cả chúng ta. Đức Chúa Trời dành lời hứa cho tất cả mọi con người nào đến với Ngài. Ngài có lời hứa, Ngài có chương trình, Ngài có kế hoạch tốt lành cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin và chúng ta phải chọn đứng về phía Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chọn để đi trên con đường của Đức Chúa Trời. Chúng ta chọn theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta sẽ thành công, đời sống chúng ta sẽ phước hạnh. Thật đáng tiếc là Lót đã không chọn như Abraham đã chọn. Và Lót đã quyết định bước đi theo sự tham dục của lòng mình. Xin lỗi, có một ai đó đang rất là ồn. Ở tại chỗ của anh chị em hình như có quạt hay có cái gì đó và nó gây nhiễu âm rất là lớn. Đã tắt rồi. Đã tắt rồi đúng không? Rồi, cảm ơn Chúa. Ok. Khi mà chúng ta nghe ồn thì chúng ta chủ động tắt nha. Chừng nào chúng ta phát biểu mới mở lên. Rồi tôi nói tiếp nhé. Như vậy thì cái việc mà Lót bị bắt đi như vậy cùng với tất cả tài sản bị mang đi, có nghĩa là ông trắng tay trong một lúc, không còn cái gì cả. Sau những cái thời gian tích góp, theo những cái thời gian mà cố gắng để mà làm giàu thì cuối cùng trắng tay. Bản thân của mình thì mất luôn sự tự do luôn và có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Như vậy thì anh chị em thấy rằng chính người thế gian họ còn biết nói một câu như thế này nè: tham thì thâm. Tham thì thâm, đúng không anh chị em? Cho nên đây là một trường hợp tham thì thâm. Ông đã chọn tất cả những gì tốt nhất, không cần phải nhường nhịn người bác của mình, không cần phải nể cả, chẳng tình chẳng nghĩa gì cả, cứ thế mà chọn. Và cuối cùng kết cục là như thế này đây anh chị em. Kết cục là đã bị giặc bắt đi cùng với tất cả các tài sản. Anh chị em cùng với tôi mở ra một câu Kinh Thánh rất là hay ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 28. Châm Ngôn đoạn 11 câu 28. Rồi chỗ Kinh Thánh nó chép như thế này nè: người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ, còn người công chính được hưng thịnh như cành lá xanh tươi. Tôi đọc lại nha. Châm Ngôn đoạn 11 câu 28, lời Chúa chép như thế này: người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ, còn người công chính được hưng thịnh như cành lá xanh tươi. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ cái câu Kinh Thánh này nó đã mô tả đúng cái thực tế diễn ra trong câu chuyện giữa Lót và Abraham. Lót là người đã tin cậy nơi của cải của mình, ham muốn của cải, thèm thuồng của cải, tham lam của cải, và kết quả là ông đã bị sụp đổ. Có ai đó đang làm rất là ồn. Xin những người mới vui lòng tắt micro, có thể là những người mới vào chưa có rành. Chị Bạch Mai ơi, tắt micro giùm, bởi vì đang nghe giọng nói của chị mà không phải là phát biểu, có nghĩa là chị chưa tắt micro và tiếng ồn đó đang phát ra từ chỗ của chị đó. Chị Bạch Mai tắt micro được chưa ạ? Rồi, cảm ơn chị Bạch Mai. Ok, như vậy thì nhắc lại nhé, cái câu Kinh Thánh
Ông vừa mới đọc đó, người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ, còn người công chính được hưng thịnh như cành lá xanh tươi. Cái điều này đã minh họa cái câu chuyện về Lot và Abraham. Như vậy thì chúng ta thấy Lot đã tin cậy nơi cái của cải của mình, và rõ ràng ông đã bị sụp đổ, ông đã thất bại. Còn Abraham thì đã hưng thịnh như cành lá xanh tươi. Lát nữa chúng ta sẽ thấy ông hưng thịnh như thế nào, rất là tuyệt vời. Bây giờ tôi hỏi câu thứ hai để anh chị em chuẩn bị thảo luận. Chúng ta nghĩ gì về người thoát được ở trong câu 13? Ở trong câu số 13 có nhắc đến một nhân vật. Nhân vật đó được mô tả là một người thoát được. Mọi người đọc lại câu 13 sẽ thấy nha. Rồi, đọc lại câu 13 nào. Rồi, có ai đó vẫn còn gây ồn lắm. Xin vui lòng để ý, vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Tôi đã hướng dẫn về việc tắt micro rồi. Xin vui lòng để ý, xin vui lòng tắt micro. Chừng nào phát biểu chúng ta mới mở ra, bởi vì nó ảnh hưởng đến quá nhiều người. Rồi, cảm ơn nha. Ở trong câu số 13 chép như thế này: có một người thoát được đến báo cho Abraham, người Hebrew. Abraham đang sống gần các cây sồi của Mamre, người Amorit, anh của Edcon và Ane. Cả ba người này đều đã liên kết với Abraham. Có một người thoát được. Vậy thì câu hỏi tôi đặt ra là: chúng ta nghĩ gì về người thoát được trong câu 13? Chúng ta nghĩ gì về cái người mà Kinh Thánh gọi là một người thoát được đó? Chúng ta nghĩ gì? Đây có phải là sự ngẫu nhiên, tình cờ, hên xui, hay là sự sắp đặt đầy ân điển của Đức Chúa Trời để mở ra cho Lot một cơ hội? Rồi anh chị em có thể mở micro lên và trả lời. Ý kiến sắp đặt của Đức Chúa Trời. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abraham, thì đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà đây là sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va. Amen. Để báo cho Abraham biết, để mà Abraham đi giải cứu cháu mình. Cảm ơn chị Bạch Mai. Như vậy thì chị Bạch Mai đã nói rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ, mà đây chính là một cái sự sắp đặt đầy ân điển của Đức Chúa Trời để mở ra cho Lot một cơ hội. Mọi người có đồng ý với chị Bạch Mai không ạ? Rồi bây giờ chúng ta có thể thảo luận. Mọi người mở cái micro ra. Và tôi muốn hỏi rằng mọi người có đồng ý với chị Bạch Mai không? Hoặc là có ai có ý gì khác không? Có ai nghĩ rằng đây là sự ngẫu nhiên tình cờ? Như vậy thì mọi người yên lặng, có nghĩa là mọi người đồng ý với chị Bạch Mai hay sao vậy? Đồng ý. Hậu đồng ý. Rồi những người khác có đồng ý không? Những người khác có đồng ý với chị Bạch Mai không? Đây là ngẫu nhiên tình cờ hay đây chính là sự sắp đặt ở trong cái ân điển của Đức Chúa Trời dành cho Lot để giải cứu Lot? Những người khác hãy nói ý kiến của mình. Thủy thì sao? Alo, mọi người nghe tôi không? Hình như bị rớt mạng rồi sao, tôi nghe im lặng quá vậy. Lúc hôm nãy là lúc chưa phát biểu thì mọi người lại mở loa, bây giờ là lúc phát biểu rồi, hãy mở loa lên và phát biểu. Thủy, nếu mà nghe thì hãy trả lời đi. Dạ. Nó đó. Không phải là sự ngẫu nhiên, mà nó là sự sắp đặt của Chúa. Là sự sắp đặt của Chúa dành cho Lot. Amen, cảm ơn Chúa. Rồi tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị em khác cũng đều cùng một ý kiến như vậy, không phải không? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của ân điển. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và thương xót. Mặc dù Lot đã phạm tội, mặc dù Lot đã chọn một điều sai trật, mặc dù Lot đã bước đi trong sự tham lam, mặc dù Lot đã chọn đi xa Đức Chúa Trời và đến gần hơn với thế gian, ông đã chọn tiến về phía A-hi là tiến về sự đổ nát. Trong khi đó, Áp-ram thì chọn tiến về phía Bê-tên là tiến về nhà của Đức Chúa Trời. Mặc dù Lot đã rất là sai trái, yếu đuối như thế, và ông đã gánh một cái hậu quả, đó là ông đã bị quân giặc mang đi cùng với tất cả tài sản của ông. Tính mạng của ông, sức khỏe của ông đang bị đe dọa. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta đầy lòng nhân từ và thương xót. Ngài không bỏ mặc con cái của Ngài. Ngay cả lúc mà con cái của Ngài đang lún sâu
ở trong tội lỗi, trong ý riêng, Đức Chúa Trời vẫn luôn ban cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta có thể ăn năn và quay trở về đường công chính của Ngài. Đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời đã dấy lên một cái người mà Kinh Thánh đã mô tả, đó là gì? Đó là người thoát được. Anh chị em hãy suy nghĩ và thấy rõ ràng đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì đâu có dễ gì mà thoát được. Quân giặc hầu như là đã tiêu diệt hết tất cả, và quân giặc đã thu gom hết tất cả tài sản và đem bắt những tù binh ra đi. Và không có dễ gì mà có một người thoát về. Mà giả sử như mà có thoát về đó, có thoát được đó, thì làm gì có đủ sức, làm gì có đủ hơi, làm gì có đủ tâm trí mà đi tìm một cái ông Abraham nào đó để nói với ổng về cái sự việc đó xảy ra, rồi để cho ổng biết rằng có cái thằng cháu ông là Lot ở trong cái đoàn tù binh đó. Tôi không nghĩ rằng có một người nào thoát chết mà lại kịp hoàn hồn để rồi làm cái việc đó đâu. Nhưng mà rõ ràng đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngài đã cứu mạng cái người đó, Ngài đã cho người đó được cái sự tự do để thoát về, và Ngài đã đặt vào trong lòng người đó để người đó có thể đến và nói với Abraham, và nói cho Abraham biết rằng trong cái đoàn tù binh đó có người cháu của ông là Lot. Mặc dù người cháu đó đi ngược lại đường lối của Đức Chúa Trời, mặc dù người cháu đó đã chơi xấu với ông, nhưng mà Abraham là người yêu thương, Abraham là người bao dung, Abraham là người tha thứ. Cho nên là Đức Chúa Trời biết cái điều đó, cho nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái ông gọi là người thoát được này để mở cho Lot một con đường sống. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì nếu như Đức Chúa Trời đối xử với Lot như vậy thì Ngài dĩ nhiên cũng sẽ đối xử với mỗi một đời sống chúng ta như vậy. Tôi và anh chị em có thể lắm có những lần trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã hướng về thế gian nhiều hơn là chúng ta hướng về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã lựa chọn để lắng nghe tiếng của thế gian, những lời mời gọi đầy hấp dẫn, chứa đựng những sự tham dục của thế gian nhiều hơn là chúng ta nghe lời hứa của Đức Chúa Trời, nghe những lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta thích tiếp xúc với thế gian, chơi với thế gian, yêu thế gian nhiều hơn là gần gũi Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời, vân vân và vân vân. Và có thể lắm ngay giờ này, giữa vòng chúng ta có người nam, người nữ nào đó cũng giống như Lot, chúng ta đang xa lầy, chúng ta đang chuốc lấy cái hậu quả từ những cái quyết định, những cái sự chọn lựa sai lầm, những cái chọn lựa xác thịt, những cái chọn lựa chứa đựng dục vọng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang gánh hậu quả đó ngay giờ này, ngay trong giai đoạn này, ngay trong cái thì hiện tại này. Và tôi xin thưa với anh chị em rằng, anh chị em có một tin vui, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót. Ngài yêu chúng ta và Ngài yêu cho đến cuối cùng. Ngài luôn luôn muốn chúng ta bước đi trên đường công chính của Ngài, và Ngài luôn luôn mời gọi anh chị em để quay trở về đường công chính của Ngài. Cho nên hỡi anh chị em, bất kể anh chị em đang ở cái vũng lầy nào ở trong cuộc đời, bất kể anh chị em đang phải gánh chịu những cái hậu quả kinh khiếp nào từ tội lỗi của anh chị em, từ những sự chọn lựa, những quyết định sai lầm của anh chị em, tôi công bố với anh chị em rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh chị em ngay giờ này, hãy dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, hãy quay trở về với Ngài, hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời, hãy ăn năn với Ngài, và hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy ban cho con một sự khởi đầu mới, con nắm lấy cơ hội này, con quay trở về đây và con quyết định làm lại cuộc đời của con. Những sự cũ qua đi, và bây giờ mọi sự trở nên mới cho cuộc đời của con, bởi vì Ngài yêu con, bởi vì Ngài đã mở cho con thêm một cơ hội nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Bất cứ một người nào đến và nói với Chúa như vậy, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho anh chị em sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu tốt lành. Ngài sẽ giúp cho anh chị em vượt qua cái hậu quả tội lỗi mà anh chị em đang gánh. Ngài sẽ giúp cho anh chị em nhanh chóng vượt qua. Ngài sẽ giúp cho anh chị em có đủ sức mạnh để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và Ngài sẽ ban cho anh chị em một tương lai tươi sáng hơn. Tôi tin chắc điều đó. Và nếu như có ai là người chưa bao giờ tin Chúa, một người chưa bao giờ mở miệng ra để tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Christ, bấy lâu nay chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta sống đi ngược lại đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta mê tín dị đoan, chúng ta thờ hình lạy tượng, thờ ma lạy quỷ, chúng ta đã lựa chọn những điều gì đó tồi tệ thay vì lựa chọn Đức Chúa Trời tốt lành, thì hỡi anh chị em, tôi có một tin mừng cho anh chị em. Đức Chúa Trời cũng kêu gọi anh chị em đến với Ngài. Những ai đã từng đến và đã đi lạc đường, Chúa kêu họ quay trở về.
Còn những ai chưa từng đến, những ai đi trong những con đường sai trật mấy lâu nay, chưa từng biết, chưa từng đến, thì hôm nay qua lời mà tôi đã giới thiệu với anh chị em đã biết rồi. Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh chị em, hãy đến với Ngài. Ngài phán rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Lời đó dành cho tất cả những ai đến với Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng, những người nghe thông điệp này sẽ mềm mại, sẽ hạ mình xuống để mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống mình, hoặc là mở lòng ra để ăn năn tội lỗi của mình, ăn năn về những năm tháng sống xa cách Chúa và quyết định phục Đức Chúa Trời, đến gần Đức Chúa Trời để rồi bước vào mối liên hệ mật thiết với Ngài, và Ngài ban sức mạnh cho chúng ta, Ngài ban sự khôn ngoan cho chúng ta, Ngài ban ơn phước cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm một đời sống mới, là một đời sống mạnh mẽ, một đời sống đắc thắng, một đời sống thịnh vượng. Chúng ta sẽ lần lượt kinh nghiệm ơn phước của Chúa, hết ơn phước này đến ơn phước khác, và chúng ta sẽ mở miệng ra và nói rằng Đức Chúa Trời quả thật tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Bây giờ tôi hỏi một câu số 3 nhé. Đây là câu hỏi số 3. Chúng ta nghĩ gì về Abraham qua sự việc ông giải cứu Lot? Và qua việc giải cứu Lot thì ông cũng đã giải cứu luôn những người bị bắt cùng với Lot và đem tài sản trở về, đúng không? Như vậy thì qua cái sự việc đó, qua cái hành động đó của ông, qua cái nghĩa cử đó của ông, thì chúng ta nghĩ gì về ông? Mỗi người chúng ta nghĩ gì? Chúng ta hãy mở micro lên và chúng ta nói cái cảm nghĩ của mình về Abraham. Rồi, chúng ta mạnh dạn phát biểu để tránh mất thời gian nhé. Chúng ta hãy tận dụng thời gian. Ai có ý tưởng lập tức nói ngay, không chờ đợi gì cả. Người Việt Nam ơi, đừng nhút nhát nữa. Đừng nhút nhát nữa. Rồi, xin hãy nói. Abraham là chú của Lot. Và qua cái việc mà giải cứu Lot và cứu Lot như vậy á, thì mình nghĩ Abraham rất là rộng lượng. Rộng lượng. Không có thù hận gì với Lot hết. Không thù hận. Dù là Lot đã tranh giành với ông về tài sản, về đất đai thế này thế nọ, nhưng mà ông vẫn yêu thương Lot, vẫn giải cứu Lot. Nói chung là Abraham có một cái tinh thần rộng lượng và amen. Yêu cháu mình. Cảm ơn chị Bạch Mai. Cảm ơn chị Bạch Mai. Nhắc mọi người một chút xíu nha. Bây giờ chưa là Abraham nha. Bây giờ ông vẫn là Abraham. Cho nên chúng ta nói đúng theo cái bối cảnh Kinh Thánh lúc bây giờ. Hiện giờ ông ấy vẫn là Abraham thôi. Là cha cao quý. Chưa phải là Abraham. Rồi. Xin người tiếp theo phát biểu ạ. Chị Bạch Mai đã nói rằng ông rộng lượng. Ông không có thù hận gì với cháu mình. Có nghĩa là không ghim gút á. Và ông rất là yêu cháu của mình. Còn người khác thì nghĩ gì về Abraham qua cái nghĩa cử của ông? Mình có ý kiến là xin mời chị Quyên. Abraham á, là người được Chúa chọn, cho nên á, là sẽ mang cái hình ảnh của Chúa và mà cái cách sống cũng như là con cái Chúa, cho nên á, là mặc dù Lót á là tham lam, nhưng mà khi mà Lót rơi vô những cái sự mà nguy kịch khốn khó như vậy á, thì Abraham vẫn đưa gia nhân đi cứu Lót, giống như hình ảnh Đức Chúa Trời khi mà con người rơi vào tội lỗi hay xa cách Chúa thì Chúa vẫn là yêu thương, vẫn đưa tay cứu vớt con người khi mà con người muốn đi trở về với Chúa, một cái hình ảnh là Chúa cứu Chúa chúng ta, hình ảnh nhân từ của Chúa. Amen. Xin hết. Amen. Cảm ơn chị Quyên. Rồi. Còn những người khác chúng ta lần lượt phát biểu ạ. Có rất là nhiều cái đức tính tuyệt vời, có rất là nhiều điều tuyệt vời ở trong con người của Abraham. Xin mời Hoài Ân nói lớn tiếng. Hoài Ân muốn phát biểu. Ở trong Abraham có tình yêu thương, cho nên ông ấy không có để lòng thù hận. Ông là người đầy lòng nhân từ, và cái quan trọng là ông có được cái tình yêu thương ở trong ông, nên ông mới có thể giải cứu được Lot khi mà người mà đã tranh giành rồi với mình. Rồi, cảm ơn Hoài Ân. Mọi người có nghe Hoài Ân phát biểu không vậy? Có anh. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi, Hoài Ân nói rằng ông có cái tình yêu thương và đó chính là cái động lực để mà ông có thể giải cứu Lot. Cảm ơn Hoài Ân. Rồi, còn người khác thì sao? Ngoài những cái ý đó, chúng ta có ý nào khác không? Em có ý khác. Mời Hậu. Bổ sung. Rồi, mời Hậu.
cái việc mà Aslan để Lót á thì nó nguy hiểm cái tính mạng, hiếm có một cái người nào mà có điều mạng để giải cứu các người khác. Mà Abraham đã từ Abraham xin lỗi Abraham đã liều mạng để mà cứu cháu mình, thì anh nghĩ đó là hiếm có một cái người á. Còn ngoài những cái điều mà anh đã nói rồi mà em nghĩ là cái điều là em cảm thấy là rất là được khích lệ. Nếu mà liều mạng như vậy, mình dùng cái từ như thế nào là cho nó chính xác hơn ha? Như vậy ông là người như thế nào? Nếu mà dùng cái từ đó, cứ gọi là vươn mình để cứu cháu. Vươn mình cứu cháu, cái đó là sự mô tả thôi. À, cái đó là sự can đảm và dũng cảm đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi cảm ơn Hậu nha. Hoài Ân lại có ý kiến nè, xin mời Hoài Ân. Rồi, Hoài Ân nói đi. Thì Abraham cũng tin vào lời của Đức Chúa Trời nữa là Abraham tin vào Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ bảo vệ ông, cũng như Đức Chúa Trời sẽ phó những cái quân giặc đó vào tay của ông, cho nên ông mới không có sợ và ông có cái sự can đảm đó vì ông tin vào Đức Chúa Trời sẽ bên cạnh bảo vệ mình. Amen. Mọi người có nghe Hoài Ân nói rõ không? Hoài Ân nói rằng Abraham tin nơi lời Đức Chúa Trời. Abraham tin rằng Đức Chúa Trời sẽ phó kẻ thù vào trong tay ông. Đó là lý do vì sao mà ông có được cái sự can đảm mạnh dạn để đi cứu cháu của mình. Cảm ơn Hoài Ân, ý rất là tốt. Rồi còn ý gì nữa không? À, Mục sư Linh còn ở đây không ạ? À? Xin mời Mục sư Linh cho biết cái ý kiến của Mục sư Linh. Alo, Mục sư Linh còn trong lớp học không ạ? À? Xin mời Mục sư Linh phát biểu ý kiến của mình về Abraham qua cái nghĩa cử ông đã cứu Lot là cháu của mình. Ủa, hình như Mục sư Linh không còn trong lớp học phải không ạ? À? Như vậy thì còn ai có ý kiến gì nữa không? Em có ý kiến. Rồi, ai vậy? Ai vậy? Em Mai Hương đây. Rồi, xin chào Mai Hương. Mai Hương phát biểu đi. Dạ. Dạ, thì theo em đọc từ cái đoạn mà mục sư cho em học từ đoạn 10 cho đến đoạn 14 giờ á, thì em thấy Abraham mỗi khi mà bất cứ mà có chuyện gì đến bất ngờ với mình, nó xảy ra chuyện gì bất ngờ từ vợ và cháu cho đến những người xung quanh á, thì Abraham không bao giờ suy nghĩ và Abraham bước, có nghĩa là tiến tới, không phải cứu riêng cho một mình cháu mình mà em thấy cứu cả người những người đi xung quanh Lót, như là những người mà dẫn cháu, có nghĩa là người thâu về đủ hết tất cả các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy lại, cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia đình tài người gia tài người đàn bà và dân chúng trở về. Em thấy khi qua cái cử chỉ và hành động của Abraham á, những suy nghĩ của Abraham, em học được bài học rất nhiều. Không phải là mình chỉ nhìn Abraham thôi mà em chính nhìn bản thân của em, mình có dám bước đương đầu giống như Abraham để ra xã hội bây giờ hay không. Đó, em suy nghĩ như vậy. Thì khi nếu như mà mọi người nhìn thấy đời sống mình có giống được Abraham thì chính mình cũng là người ta thấy mình trong bên trong mình sẽ có Chúa. Em nghĩ thôi. Như vậy tóm lại là em nghĩ gì về Abraham? Ông có đức tính gì? Điều gì đẹp đẽ? Em nghĩ ông là một người dám. Dạ. Người gì? Nghe không rõ. Dạ, em nghĩ ông là một người dám đương đầu bước bước tới, chứ không có nghĩ có nghĩa là không suy nghĩ lại mà ông luôn luôn bước đến để mọi chuyện đều do Đức Chúa Trời sắp đặt. À, luôn luôn bước đến. Như vậy thì cái đó mình dùng cái từ gì ta? Ý em là ổng can đảm hay là ổng đức tin mạnh? Như vậy thì em thấy ổng can đảm, dũng cảm hay là đức tin mạnh mẽ? Alo. Hình như là nó có cái gì nghẽn nghẽn. Tôi có cảm giác như là mình đang bị nghẽn mạch phải không? Tự nhiên tôi thấy có cái gì đó nó im im, hình như có một vài người thôi, còn mấy người khác là đang bị trục trặc cái gì đó. Có lẽ tôi phải thoát vào lại. Mọi người chờ tôi chút xíu nha. Tôi thoát tôi vào lại một cái. Chúng ta có một chút trục trặc kỹ thuật. À, hình như có một số người đang bị rớt.
Xin lỗi mọi người có một chút gián đoạn vì chúng ta có một chút trục trặc kỹ thuật. Hồi nãy giờ hình như là có một số người bị rớt đúng không? Cho nên tôi nói mà tôi cảm giác hình như là nó không có cái động tĩnh gì hết. Có một vài người là không bị rớt thôi. Rồi mọi người đã vào lại hết chưa? Mọi người vào lại thì vui lòng phát biểu để tôi biết là mọi người vào lại rồi. Chứ tới lúc tôi cần phát biểu thì nghe im ru. Còn lúc mà tôi không cần phát biểu thì lại nghe ồn ào. Bây giờ mọi người vào lại hết chưa? Mọi người nói có để tôi biết nào, vào lại hết chưa? Có. Rồi, ok. Ok, rồi. Bây giờ Hoài Ân muốn bổ sung thêm một ý nữa nè, mọi người lắng nghe nè. Em tin là tại vì Abraham là một người gần gũi với Đức Chúa Trời và cái vụ việc mà Abraham đi giải cứu Lot thì trước khi đi thì theo như ân tin là Abraham sẽ có cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tại vì ông làm điều gì ông cũng đều cầu hỏi ý của Đức Chúa Trời hết. Và em tin rằng khi trước khi đi ông đã cầu hỏi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông biết được cái sự mà sẽ thắng. Đức Chúa Trời sẽ phó cái quân giặc vào tay của ông nên lúc đó là ông vững tin và ông bước đi. Amen. Cảm ơn Hoài Ân. Hoài Ân nói rằng Abraham là người thường hay cầu hỏi Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Abraham hay lập bàn thờ, hay cầu nguyện, khẩn cầu Đức Giê-hô-va, đúng không? Như vậy thì ông rất là gần gũi Chúa. Như vậy thì chắc chắn trong một cái sự việc quan trọng như thế, một cái sự việc mà phải nói rằng vô cùng khó khăn, vô cùng nan giải như thế, thì không thể nào mà Abraham lại không cầu khẩn Đức Chúa Trời. Không thể nào mà ông lại không cầu hỏi Đức Chúa Trời được. Chắc chắn là ông đã cầu hỏi và Abraham đã nhận được cái chỉ thị của Chúa. Chúa đã có lời của Chúa cho Abraham. Cho nên là Abraham tin lời đó và đã vững tin tiến về phía trước để giải cứu cho Lot cùng với rất là nhiều người và đem tất cả cùng với tài sản quay trở về. Đó là một ý tốt. Cảm ơn Hoài Ân rất nhiều. Mọi người có amen với Hoài Ân không ạ? Amen. Có mình có ánh amen ạ. Amen ạ. Ok. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi, còn ai có ý gì khác nữa không? Ngoài những ý vừa nêu ra. Qua cái nghĩa cử của Abraham, chúng ta còn thấy thêm cái nét đẹp nào của ông nữa? Cái điều gì tốt, cái gì tích cực mà chúng ta học hỏi từ nơi ông? Học từ Chúa. Học từ Chúa, đức tin của ông mạnh mẽ. Nên ông không ngại gì hết. Đức tin mạnh mẽ, không ngại ngùng gì hết. Rồi, cảm ơn mọi người đã phát biểu. Như vậy thì chúng ta đã học được rất là nhiều điều từ nơi Abraham. Cái điều thứ nhất mà chúng ta nói đến á, đó là cái tình yêu thương, cái sự bao dung. Rõ ràng là ông có một cái trái tim yêu thương và bao dung đúng không? Nếu mà không phải như vậy á, thì chắc chắn Abraham sẽ không quan tâm đến việc Lot bị bắt. Và thậm chí ông còn cảm thấy rằng đó là cái việc mà nó xảy ra cũng đúng. Cho đáng đời mày, mày là cháu nhưng mà hỗn láo, mày là cháu mà không có biết điều, đúng không? Cháu mà lại chơi gác cơ của bác, vân vân. Trong cái xác thịt chúng ta hoàn toàn có thể lý luận như vậy. Và trong cái cuộc sống đời thực của chúng ta rất là nhiều lần có thể có cái lý luận như vậy. Khi mà chúng ta đối diện với những cái xung đột ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta đôi khi mong những cái điều không tốt lành sẽ xảy đến với những cái người mà họ làm sai trái với chúng ta. Nhưng mà Abraham không có vậy. Ông có một tấm lòng yêu thương và bao dung. Chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm. Anh chị em vui lòng tắt micro. Xin vui lòng tắt micro. Ồn quá tắt micro. Cái lúc mà thảo luận á, thì anh chị em mở ra bây giờ là hết cái phần thảo luận đó rồi. Là phần mà tôi... Thì tôi nói tiếp nha. Qua cái nghĩa cử mà ông Abraham đã can đảm giải cứu Lot là cháu của mình đó, thì chúng ta thấy rằng ông có tình yêu thương, có sự bao dung. Ông rất là dũng cảm, can trường và sẵn sàng hy sinh. Tại sao lại sẵn sàng hy sinh? Bởi vì đội quân đó là đội quân rất là lớn. Và Abraham chỉ có 328 người phải không ạ? Mọi người mở Kinh Thánh ra và kiểm tra lại xem. Kinh Thánh nói là Abraham có bao nhiêu người? 318. 318. 318 người. Abraham có 318 người. Kinh Thánh chép rằng khi hay tin cháu mình bị bắt, Abraham huy động các gia nhân đã được huấn luyện gồm 318 người và truy đuổi các vua đó đến tận Đan. Abraham phân bố lực lượng ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch quân đến đất Hoba nằm ở phía bắc của Đa-mách. Ông đoạt lại tất cả các tài sản và đưa cháu mình và là Lot cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. Như vậy thì chỉ với 318 người. Và ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh cho chúng ta biết rằng 318 người này
là 318 người mà đã được sinh ra và lớn lên tại nhà của Abraham. À, đây là những con người rất là thân cận với ông. À, họ đã được sinh ra ngay tại nhà của ông mà lớn lên và được ông huấn luyện rất là kỹ lưỡng. À, chỉ có 318 người thôi, và cùng với một số đồng minh. Những đồng minh đó đại diện là Ekon, Ane và Mamre, người Amorit. À, như vậy thì con số rất là ít ỏi. Vậy mà họ đã đánh thắng kẻ thù. Vậy mà họ đã không sợ hãi. Điều đó chứng tỏ rằng cái tình yêu, cái sự can đảm, cái lòng dũng cảm của Abraham rất là lớn. Bây giờ có ai đó lại đang mở micro ra, xin hãy tắt đi ạ. Ok, rồi mọi người nghe tiếp nha. Như vậy thì cái lòng can đảm và dũng cảm nó rất là lớn, bởi vì con số đó quá ít ỏi so với cái đạo quân quá đông đảo, quá hùng mạnh, vừa mới hừng hực khí thế chiến thắng, vì họ đã tiêu diệt 5 vua, 4 vua mà đánh bại 5 vua. À, và họ rất là hung dữ với vũ khí ở trong tay. Như vậy thì con số ít ỏi này, nếu không có lòng can đảm và không có cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thì chắc chắn không thể nào chiến thắng được. À, chúng ta thấy rằng họ đã chiến thắng rất là dễ dàng. Chúng ta thấy Kinh Thánh không nói là họ phải tranh chiến gì khó khăn cả. Chỉ đơn giản là nói rằng họ truy đuổi các vua đó đến tận Đan, và sau đó thì Áp-ram phân bố lực lượng ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch đến tận đất Hô-ba. Như vậy là cái chiến thắng đã diễn ra một cách rất là dễ dàng. À, chúng ta thấy con người của Áp-ram sống có nghĩa có tình, và ông chinh phục được trái tim của những người hàng xóm, chinh phục được trái tim của những người xung quanh, là đại diện là những cái người tên là Mamre, rồi tên là Ekon và Ane. Những người đó là những người ngoại. Nhưng mà tại sao khi cái sự việc xảy ra như vậy, Áp-ram dẫn người của mình để dí theo, rượt theo để có thể giải cứu cháu của mình, và luôn tiện giải cứu luôn những cái con người khác cùng với đem tài sản trở về. Nhưng mà tại sao ba người này cùng với người của họ sẵn sàng để bổ sung vào lực lượng của Áp-ram để có thể cùng với Áp-ram rượt theo cái đoàn quân đông đảo kia? Như vậy chắc chắn là họ tin tưởng Áp-ram, chắc chắn là họ nể phục Áp-ram, chắc chắn là họ có một cái tình nghĩa rất là tốt, có một mối quan hệ tốt với Áp-ram. Như vậy là Áp-ram có một đời sống rất là tốt. Áp-ram đã sống một đời sống thực tế, chinh phục được trái tim của người khác. Cho nên đứng trước cái hiểm nguy đó, thường thì người ta sẽ không muốn tham gia vào, thường thì người ta sẽ đứng ngoài cuộc. Người ta không muốn dây cái nguy hiểm vào trong mình, người ta không muốn mất tính mạng của mình hay là bị thương hay là cái gì đó tương tự như thế. Vậy mà những người này đã sẵn sàng để tham gia vào trong cái nhóm của Áp-ram. Như vậy chứng tỏ là Áp-ram đã sống một đời sống chinh phục được trái tim của những người hàng xóm, những người xung quanh mình, khiến cho họ sẵn sàng gia nhập với ông. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy Amen. Rằng đức tin của Áp-ram rất là mạnh mẽ, và ông có một sự nhạy bén với tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ông có một sự nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Như Hoài Ân nói lúc nãy đó, chắc chắn Áp-ram khẩn cầu Đức Chúa Trời trong trường hợp này. Chắc chắn là Áp-ram cầu hỏi Đức Chúa Trời, và chắc chắn là Đức Chúa Trời có sự chỉ dẫn cho Áp-ram. À, cho nên mọi việc diễn ra một cách rất là dễ dàng. Giống như là một cái kịch bản đã được sắp đặt sẵn vậy. Đức Chúa Trời đã có cái kịch bản này cho Áp-ram rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời. Áp-ram chỉ việc làm theo những gì mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn mình mà thôi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Áp-ram rượt theo, và ban đêm ông phân bố lực lượng, chắc chắn là phân bố lực lượng theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho ông, theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Và khi ông làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thì ông đã chiến thắng một cách rất là dễ dàng. Cảm ơn Chúa. Và một điều nữa tôi thấy đó là Áp-ram luôn ý thức rõ ràng về cuộc chiến. À, cái chữ cuộc chiến này ở trong ngoặc kép, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy thì Áp-ram luôn ý thức rằng trong cuộc sống sẽ có những hiểm nguy, sẽ có những kẻ thù tấn công mình bất cứ lúc nào. Ông ý thức rằng đời sống của một người bước đi trong đức tin là một đời sống không dễ dàng. Luôn luôn có nhiều mối nguy hiểm rình rập mình, luôn luôn có nhiều kẻ thù muốn tiêu diệt mình, hoặc là tiêu diệt những người thân của mình, làm thiệt hại đến người thân của mình. Cho nên ông đã có một sự chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả những đầy tớ mà được sinh ra trong nhà của ông đều được ông huấn luyện kỹ càng từ nhỏ đến lớn, và ông đã trang bị cho họ những gì cần thiết để khi mà cái cuộc chiến cần thiết diễn ra thì ông đã đưa người của mình tiến vào trong cuộc chiến đó
Và Kinh Thánh không hề nói rằng những người này sợ hãi, những người này thối lui. Kinh Thánh không hề nói rằng những người này do dự, lưỡng lự. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ đều theo sự chỉ đạo của Abraham để rượt theo kẻ thù và tiến đánh kẻ thù và chiến thắng kẻ thù. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cho nên chúng ta cũng cần phải có cái sự chuẩn bị cho những cái cuộc chiến thuộc linh trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống của một cơ đốc nhân thật, có những cuộc chiến rất là ác liệt. Những cuộc chiến vô hình mà mắt chúng ta không thấy được. Nó diễn ra thậm chí là hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Satan, nó tìm mọi cách để nó cản trở, nó tìm mọi cách để nó phá rối, nó tìm mọi cách để nó khuấy hại những người nào yêu mến, những người nào kính sợ, những người nào tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Anh chị em có hiểu điều đó không? Cho nên, ở trong Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 10 đến câu 13, đã có sự dạy dỗ rất là rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau mở ra thư Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 10 đến câu 13. Chúng ta sẽ xem những gì mà sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ với hội thánh tại Ê-phê-sô. Lời của Chúa chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 10 đến câu 13 như thế này. Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Amen. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh, một trận chiến tâm linh, một trận chiến mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta không thấy được những kẻ thù thật sự của mình. Tất cả những gì chúng ta thấy là những con người xung quanh chúng ta. Và thưa với anh chị em rằng, những con người xung quanh chúng ta không bao giờ là kẻ thù của chúng ta. Hoặc là họ là anh em của chúng ta, là đồng minh với chúng ta. Hoặc là họ là những nạn nhân của kẻ thù của chúng ta, là Satan, là ma quỷ. Những người xung quanh không phải là kẻ thù của chúng ta. Tôi nhắc lại một lần nữa. Kẻ thù của chúng ta chính là Satan và các thế lực ma quỷ của nó ở trong linh giới. Và qua cái hình ảnh, qua cái tấm gương của Abraham, thì chúng ta cần phải rút một bài học cho chính đời sống chúng ta hiện nay. Chúng ta không thể phủ nhận cái trận chiến thuộc linh đang diễn ra mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải có một ý thức rõ ràng về cuộc chiến tâm linh. Chúng ta không thể nào là người hờ hững, một cái người đứng ngoài cuộc chiến, hoặc là một cái người mà giống như là nhắm mắt làm ngơ, biết rằng có cuộc chiến nhưng mà cố tình giống như là tự lừa dối mình như là không có cuộc chiến diễn ra. Chúng ta bịt mắt mình lại, chúng ta đút cái đầu của mình vào trong một cái xó nào đó để không nhìn thấy gì cả, và chúng ta nói rằng ồ, không có cuộc chiến, không có cuộc chiến. Tôi xin thưa với anh chị em rằng, dù chúng ta nhắm mắt mình lại, dù chúng ta bịt mắt mình lại, dù chúng ta đút đầu vào trong cái tủ lạnh, đút đầu vào trong một cái học tủ nào đó, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng cuộc chiến tâm linh vẫn đang diễn ra. Kẻ thù của chúng ta nó như sư tử rống, nó ngày đêm rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào mà nó có thể nuốt được, thưa anh chị em. Nó sẽ không từ bất cứ một người nào cả, nó sẽ không tha cho bất cứ một người nào cả. Nó nuốt được người nào thì nó sẽ nuốt. Đó là lý do vì sao tôi và anh chị em cần phải có một cái sự nhận thức rõ ràng về cuộc chiến mỗi ngày, và chúng ta cần phải có sự trang bị, có sự huấn luyện cho chính đời sống của mình, cho những người thân yêu của mình, cho những ai ở trong đội ngũ của mình, để chúng ta sẵn sàng khi cuộc chiến nổ ra, khi cuộc chiến trở nên ác liệt, thì chúng ta đã có một lực lượng được chuẩn bị. Và lực lượng đó được hậu thuẫn bởi chính Đức Chúa Trời. Lực lượng đó được lãnh đạo bởi chính Đức Chúa Trời là tướng đạo binh. Lực lượng đó được hậu thuẫn bởi thiên đàng. Và chắc chắn, chỉ trừ khi chúng ta không chịu chiến đấu, chỉ trừ khi chúng ta hèn nhát bỏ chạy, chứ còn nếu chúng ta cầm vũ khí lên và chúng ta chiến đấu theo như những gì mà chúng ta đã được trang bị, được huấn luyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng thuộc về chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Jehovah Nissi, Ngài là Jehovah Cờ Sĩ, Ngài là đấng đắc thắng và đấng ban cho chúng ta sự đắc thắng. Lời của Chúa Giêsu nói ở trong Matthew như thế này: các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau đi qua
Câu hỏi tiếp theo. Hồi nãy tôi có nói về những đức tính tốt đẹp của Abraham và anh chị em, một số người đã đóng góp ý kiến về những điều tốt đẹp của Abraham. Nhưng mà có một người Kinh Thánh không nói đến. Ở trong cái phân đoạn của ngày hôm nay là đoạn 14, có một người rất là quan trọng, Kinh Thánh không nhắc đến. Đố anh chị em đó là ai? Hãy mở Kinh Thánh ra. Tôi nói rằng có một người mà Kinh Thánh đã không nhắc đến trong đoạn 14 này, nhưng mà tôi nói rằng người đó rất là quan trọng. Tôi đố anh chị em người đó tên là gì? Có một nhân vật rất là quan trọng. Hậu nói tên gì? Sarai, chính xác. Cảm ơn Chúa rất là nhiều và anh chị em đã phát hiện ra điều đó. Hậu thử nói coi, Sarai quan trọng như thế nào trong câu chuyện này? Em nghĩ là nếu mà Sarai á, mà không ở nhà để mà cầu nguyện cho Abraham với lại đủ đức tin để cho Abraham đi giải cứu Lót á, thì em nghĩ là đã không có cái chương trình giải cứu tốt đẹp giống như vậy. À, cảm ơn Hậu. Là Sarai ở nhà hậu thuẫn cho Abraham đúng không? Dạ đúng. À, cảm ơn Chúa. Có ai có ý khác không? Ý của Hậu là một ý tốt. Có ai có ý nào khác không? Có lẽ một số anh chị em sẽ khó hiểu điều này, đặc biệt là những người chưa lập gia đình. Nhưng mà tôi nói với anh chị em một cách chân thành, với tư cách một tôi tớ Chúa, một người có vợ và có con. Người vợ cực kỳ quan trọng thưa anh chị em. Anh chị em thử nghĩ mà xem, nếu như Sarai là một người hèn nhát, nếu như Sarai không phải là một người có đức tin tốt, nếu như Sarai là một người ích kỷ, nếu như Sarai là một cái người mà chống nghịch lại cái quyết định của chồng mình, thì liệu Abraham có thể ra đi để giải cứu Lót với một khí thế hừng hực như vậy được không? Anh chị em hãy phát biểu xem. Liệu Abraham có thể ra đi rượt theo kẻ thù, tiến đánh kẻ thù với khí thế hừng hực như vậy mà không có một cái sự đồng thuận của Sarai không? À, Hoài Ân nói là không. Còn các anh chị em khác thì nghĩ sao? Abraham có thể làm được những điều đó? Không. Có làm được không? Nếu không có sự đồng thuận của Sarai? Không. À, mọi người nói là không. Có ai nói có không? Hình như có ai đó lại đang mở livestream phải không? Tôi nghe cái tiếng vọng lại. À, hết rồi. Ok. Có ai nói rằng Sarai không có đồng thuận với lại Abraham nhưng mà Abraham vẫn có thể làm được việc đó? Có ai nói vậy không? À, tôi nghĩ rằng chắc không ai nói. Không ai nói vậy đúng không? Như vậy thì chúng ta tin chắc một điều rằng mặc dù Kinh Thánh không nói đến Sarai, nhưng mà Sarai là một nhân vật đứng phía sau cực kỳ quan trọng để hậu thuẫn cho Abraham. Chắc chắn là Sarai cũng tin điều mà Abraham tin. Chắc chắn là Sarai cũng ủng hộ Abraham hết mình. Và thậm chí Abraham sẽ được những lời khích lệ từ nơi Sarai nữa. Tôi có thể tưởng tượng rằng Sarai khích lệ Abraham nói rằng: cầu xin Chúa ban cho anh sự bình an trên suốt đường đi. Em ở nhà sẽ cầu nguyện cho anh. Em ở nhà sẽ lo tất cả mọi việc để anh yên tâm. Anh đừng có lo lắng gì cả. Anh đừng sợ, anh đừng có suy nghĩ gì cả. Ở nhà để cho em lo. Anh cứ đi. Anh cứ đi và anh hãy cứu cháu của mình về. Và cứu những người khác nữa. Và đem tất cả những cái gì bị cướp bóc trở về đi. Tôi tin chắc là Sarai có cái sự khích lệ. Tôi tin chắc là Sarai đồng thuận hoàn toàn. Tôi tin chắc là Sarai cũng có cái đức tin như Abraham đã tin. Sarai đã là một cái chỗ dựa về tinh thần rất là vững chắc ngay tại gia đình. Sarai là một cái nguồn khích lệ, một nguồn yên ủi, một sự nâng đỡ. Điều này rất là quan trọng. Ngày hôm nay, ở trong đời sống thực tế của những tôi tớ Chúa, tôi nói với anh chị em với tất cả lòng chân thành của tôi, bản thân của tôi rất là cần cái sự đồng thuận của vợ tôi. Tôi rất là cần nhìn thấy đức tin mà vợ tôi thể hiện ra. Tôi rất là khao khát nhìn thấy cái sự mạnh mẽ, sự đắc thắng ở trong vấn đề tâm linh. Tôi rất là muốn nhìn thấy điều đó ở nơi vợ của tôi. Và khi mà tôi chuẩn bị để bước lên bục giảng, khi tôi chuẩn bị để online, để có thể chia sẻ những sứ điệp cho anh chị em, khi tôi chuẩn bị để ra đi truyền giáo, khi tôi chuẩn bị để đi cầu nguyện cho những người bệnh tật ốm đau, chuẩn bị để đi
cầu nguyện, công bố sự giải phóng cho những người đang bị tà linh, chuẩn bị để đi làm việc này, việc nọ mà Chúa sai phái, thì tôi luôn luôn rất cần cái sự đồng thuận của người vợ mình. Và những lúc nào mà vợ tôi đồng thuận, những lúc nào vợ tôi bày tỏ đức tin một cách mạnh mẽ, những lúc nào vợ tôi vui vẻ và thể hiện cái sự ủng hộ, những lúc đó tôi ra đi với khí thế hừng hực, mạnh mẽ, và tôi thành công trong chức vụ của mình. Nhưng có những lúc mà vợ của tôi yếu đuối và để cho Satan lợi dụng, những lúc đó tôi cảm thấy lòng của mình rất là buồn. Những lúc đó tôi cảm thấy có cái gì như nó chùng xuống. Những lúc đó có cái gì đó nó hơi chán nản. Có những lúc thậm chí tôi không muốn tiếp tục để phục vụ Chúa nữa. Cái đó là một sự thật mà tôi nói rất là chân thành với anh chị em. Cho nên thưa anh chị em, cái người vợ là người rất là quan trọng. Cho nên những người chồng cần phải cầu nguyện cho vợ của mình. Những người chồng cần phải tạo điều kiện để vợ mình được nghe lời của Chúa, để vợ mình được tiếp thu lời của Chúa, để vợ mình được ở trong một cái môi trường của đức tin, để vợ mình lớn lên trong đức tin, để mà vợ mình có đồng một tâm tình giống như mình, để vợ mình sẽ có một cái sự ủng hộ, sự khích lệ đối với đời sống và chức vụ của mình. Thì những tôi tớ đó sẽ rất là dễ đạt được thành công và trở nên những tôi tớ Chúa kết quả ở trong đời sống và chức vụ của mình. Cho nên điều này là điều rất là quan trọng. Mặc dù Sarai không được nhắc đến, nhưng mà tôi tin chắc bà ấy chính là một tấm gương về một người vợ ủng hộ và hậu thuẫn cho chồng mình, để chồng mình yên tâm làm công việc mà Đức Chúa Trời muốn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên những ai là vợ ở trong lớp học của chúng ta, cũng như những ai là vợ của những người phục vụ Chúa ở hội thánh khắp nơi, là những người đang theo dõi cái livestream này, tôi khích lệ các chị, các em hãy hết lòng ủng hộ chồng của mình. Hãy hết lòng cùng với chồng mình phục vụ Chúa. Hãy là một cánh tay, tay phải đắc lực cho chồng mình, để rồi chồng mình sẽ hoàn thành những nhiệm vụ lớn và khó mà Đức Chúa Trời giao cho. Và thưa anh chị em, nếu chồng của chúng ta đắc thắng trong đời sống, nếu chồng của chúng ta thành công trong chức vụ, thì chính chúng ta cũng sẽ được phước. Amen. Và chính cái sự thành công của người chồng đó sẽ đem lại phước hạnh cho người vợ và cho cả gia đình. Còn nếu như mà người chồng mà bị thất bại thì người vợ cũng sẽ thất bại. Chúng ta thấy không? Bởi vì nó ảnh hưởng, người chồng là trụ cột, là người chủ của gia đình mà. Anh chị em hiểu điều đó không? Vợ tôi nói rằng như vậy thì người chồng cũng phải thương vợ nữa. Vợ tôi còn nói chứ cái đó cho hậu. Hậu ơi, chị Hoài Ân nói là chồng phải thương vợ nữa kìa. Vợ còn có một tháng nữa là sinh thôi nha em. Cho nên là hãy bày tỏ tình yêu thương đối với vợ, đừng có khó chịu với vợ nha. Đừng có làm gì cho vợ buồn nha hậu. Đừng có để chị Hoài Ân kiện cáo nha. Ok. Cảm ơn Chúa. Cho nên là cái việc này nhắc chúng ta rất là nhiều điều trong cuộc sống, phải không? Cho nên tôi ước ao rằng những người nữ lắng nghe điều này sẽ nhìn lại đời sống của mình. Nếu các chị em đang là người ủng hộ tối đa cho chồng của mình trong chức vụ, đang là một cái nguồn cảm hứng cho chồng mình để phục vụ Chúa, đang là một cái sự khích lệ nâng đỡ chồng mình, thì amen, hallelujah, tiến lên, tiếp tục như thế. Còn nếu như mà các chị em chưa được như thế, và thậm chí có thể đang là rào cản của chồng mình, thì trước hết hãy ăn năn với Chúa và hãy bước vào một cái ước mới mẻ với Chúa, là từ nay con sẽ không sống ích kỷ nữa, con sẽ không sống một cái đời sống mà chỉ biết đòi hỏi cho riêng mình nữa, mà con sẽ biết suy nghĩ về cái trọng trách mà Chúa đang giao cho chồng của con, và con biết suy nghĩ đến rất là nhiều người đang được ảnh hưởng bởi chức vụ của chồng con. Con sẽ luôn luôn khích lệ nâng đỡ và con sẽ luôn cầu nguyện cho chồng. Và khi chồng ra đi phục vụ Chúa thì con sẽ ở nhà và con sẽ làm tất cả mọi công việc cần thiết để chồng yên tâm, không phải lo lắng, không bị phân tâm, và con sẽ hết lòng cầu thay cho chồng. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ bước vào trong cái câu hỏi tiếp theo. Tôi nghĩ rằng tôi mới vừa nhìn lên đồng hồ, bởi vì hôm nay chúng ta bị mất cái thời gian quá nhiều vào trong cái vấn đề âm thanh kỹ thuật đó. Bởi vì có một số người mới vào chưa biết cách để xử lý, cho nên là đã gây ra một cái hậu quả khá là nặng nề. Thì vấn đề đó chúng ta sẽ khắc phục lần sau. Nhưng bây giờ tôi nhìn lên đồng hồ thì đã thấy là 9:35 rồi. Cho nên là chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ này. Và lần sau chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại của đoạn 14. Phần đó cũng là phần rất là tuyệt vời.
Cho nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây và cùng nhau làm chứng về tất cả những gì mà Chúa đã làm trong suốt một tuần qua. Tôi biết rằng hôm nay sẽ có những cái lời chứng rất là tốt đẹp, và chúng ta cùng nhau cầu nguyện về những nan đề của chính mình, về nan đề của những người thân mình. Bởi vì tôi nghe một số anh chị em nói rằng có những người thân đang bị bệnh nan y, có một số người đang bị bệnh ung thư, có người thì đang bị tiểu đường, có người thì đang bị xơ gan cổ trướng, có người thì đang bị suy thận thời kỳ cuối, vân vân. Rất là nhiều bệnh tật, những người thân của chúng ta, những người chưa tin Chúa, hoặc là những người đã tin Chúa rồi mà đức tin yếu đuối và đang sống xa cách Chúa, họ có rất là nhiều nan đề. Và phần còn lại, từ bây giờ cho đến khoảng 10 giờ, chúng ta sẽ cầu nguyện. Và nếu ai là người bận rộn công việc, chúng ta không còn thời gian nữa, thì anh chị em cứ tự nhiên ao. Còn những người nào có thể ở lại để cầu nguyện, cùng cầu nguyện với chúng tôi, thì anh chị em hãy nán lại. Và chúng ta cùng nhau làm chứng, trước hết làm chứng về những ơn phước của Chúa trong suốt tuần lễ qua. Và sau đó chúng ta cùng nhau hiệp ý để cầu nguyện và công bố sự chữa lành cho những anh chị em nào, hoặc là người thân của anh chị em nào.